Dạ, thưa chuyên gia tâm lý Phạm Hiền, xin được hỏi chị một câu hỏi ngay, tức là mới đây ở trong thành phố Hồ Chí Minh có một trường hợp là một học sinh là bị điểm rất là kém ở trong bộ môn tiếng Anh, và cậu ta có một cái biểu hiện như gia đình nói là trầm cảm kéo dài và đã quyên sinh. Cảm xúc của chị như thế nào khi nghe về câu chuyện này ạ? Nói thật là sáng ra mà mở cái Facebook hoặc có mạng xã hội ra mà đọc được những cái thông tin như thế này thì nó không thể tránh khỏi được, đó là cái cảm xúc sốc, sốc và đau. Thậm chí nếu như mà nói đúng nghĩa là tôi làm trong cái chuyên môn về các cái lĩnh vực về tâm lý và trẻ em thì thực lòng mà nói là mình cảm thấy nó bất lực. Và tôi nghĩ rằng rất rất nhiều những cái người khác trong cái chuyên môn như của tôi cũng như rất nhiều các cái cha mẹ khác cũng sẽ có trong những cái trạng thái như vậy. Những cái câu chuyện về học sinh tự sát càng ngày càng càng có nhiều. Tức là có thể là bây giờ bởi vì thông tin đại chúng họ tốt hơn, đâm ra những cái thông tin đấy được đưa lên. Và với cái tần suất nó càng ngày càng lớn như vậy, và nó còn không còn một cái ranh giới giữa thành thị và nông thôn nữa. Chị nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Thực ra thì đã là cái tâm lý và cảm xúc thì không có phân biệt vùng miền nào. Chỉ khác một chút là càng những cái vùng mà thành thị cũng như là các thành phố lớn thì cái guồng quay nó càng lớn hơn thì nó sẽ nhiều. Các con sẽ bị trong cái trạng thái này nhiều hơn. Đấy, khá là nhiều. Và ví dụ như bản thân tôi ở trong cái lĩnh vực nghề nghiệp này cũng thế thôi. Mỗi một tháng thì trung bình tôi tiếp khoảng 150 đến 200 Một con, nghĩa là một năm là gia đình tự nguyện đưa đến gia đình tự nguyện đưa đến, nhưng không phải là 1.500 đến 1.500 cho đến 2.000 con này trong một năm là đều trong những trạng thái trầm cảm như này, trong đó nó cũng chiếm khoảng tầm 10 đến 20%. Đó là một cái sự âm ỉ là đang rơi vào những cái trạng thái mà gì áp lực, và nó có thể dẫn đến những cái rối loạn cảm xúc mà bản thân các con cũng không nhận ra mình trong cái trạng thái đấy, hoặc là bản thân các cha mẹ cũng không nhìn ra được những cái đó. Cũng gần đây tôi đọc ở trên báo là có một cái trường hợp ở một bé trai 5 tuổi Hà Nội và bị gia đình gây sức ép ở trong cái chuyện mà khi cháu chuẩn bị vào lớp 1 và cháu bị sốc tâm lý đến mức mà cháu tự cắn đứt một ngón tay của mình. Vậy theo chị thì những cái biểu hiện về sốc tâm lý này ở các cái độ tuổi nó có một cái sự phân biệt gì rõ rệt không ạ? Thường thì các con mà ở trong cái độ tuổi lớn hơn, ví dụ như khoảng tầm bây giờ các con nó vào cái tuổi dậy thì sớm thì thường thường khoảng tầm 9 tuổi trở lên thì bắt đầu các con sẽ cảm nhận được khá nhiều những cái áp lực cho chính bản thân mình. Đấy, tuy nhiên thì với các con mà nhỏ xíu như cậu bé 5 tuổi vừa rồi thì chúng ta cũng không thể chủ quan, vì trong cái độ tuổi đấy thì cái tư duy, cái khả năng tư duy, cái khả năng để mà giải quyết vấn đề, cái khả năng cảm nhận của con, các con đang rất là yếu. Vì vậy mà nó dễ rơi vào cái trạng thái vô thức. Đấy, và các con sẽ hành động theo những cái vô thức như vậy. Bản năng nữa Và đúng bản năng như không? vậy. Và thêm một nữa như đã nói là cái thời của công nghệ mà. Vâng. Cái thời công nghệ thì đôi khi cái xem thấy, cái nhìn thấy, cái nghe thấy nó lại là một cái mà trái chiều rất là Vâng. lớn, để nó tự nhiên nó cứ đi vào cái tiềm thức của các Vâng. con, nó như là một cái tư duy hình ảnh ấy. Và khi mà nó tâm lý cảm xúc cũng như là cái tư duy mà nó gì nó bị trong một cái trạng thái mà cảm thấy bế tắc, cảm thấy sốc, cảm thấy áp lực thì tự Vâng. nhiên nó sẽ gì biến thành những cái hành động Vâng. cũng vô thức.